Chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog nha. Sáng nay thì mà mình có cơ hội được theo chân ngư dân Tâm Thanh đi nghề mình chim mọi người nha. Thì hiện tại là đang chạy ra tới điểm. Thì giờ là bắt đầu sẽ dùng những con mồi giả như thế này. Thì ở quê địa phương gọi là mồi quang đó mọi người. Thì thả xuống dưới nước để cho mình giữ cá nó theo. Thì tới một điểm nào đó thì một đêm nó thường thì thấp nhất thì đi phải khoảng là 3 ghe đi một lần. Thì hôm nay thì đoàn mình đi 4 ghe, 5 ghe. Thì giờ mỗi ghe sẽ có nhiệm vụ là ở từng nơi để dắt mồi. Thì sẽ tập trung lại, khi mà có cá thì sẽ tập trung lại một điểm để dùng cái lưới này. Thì ở quê gọi là cái mành này. Thì nó sẽ để bay. Hiện tại là đây mình một ghe và có một ghe ở phía xa kia cũng đang chuẩn bị xuống mồi. Thì hy vọng hôm nay sẽ được một ngày may mắn mọi người nha. Rồi. Ok mọi người, sau khi thả những con mồi giả, mọi người thấy không? Mọi người mồi quang dưới nước nó sẽ sáng như vậy để cho cá nó thấy cái chim thì nó hơi đi theo bóng cây hoặc là bóng cá gì đó nó sẽ đi theo. Bây giờ tiếp tục sẽ thả thêm một cây trà, cái này gọi là mình gọi là trà. Để cho cá thì nó sẽ đứng như cái trà này. Nó đứng lại thì mình khi mà mình tới thì mình kéo trà lên thì mình thả cái mồi quang xuống thì nó sẽ đi theo. Theo con mồi này là mình tiến hành mình như vậy. Tùy theo cái độ nước mà mình cần cái dây trà cao thấp cho phù hợp. Cho thả xuống cho hợp lý. Hiện tại thì ghe của mình đã thả trà được khoảng thả cái mồi được khoảng 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy con cá nào theo mình. Trời cũng mới vừa hôm nay rất là đẹp. Các bạn hiện tại trong đoàn mình có một chú Năm đã có cá theo thì bắt đầu tập trung lại đây để xem cá như thế nào đâu bắt đầu. Dạ. À. À, xanh xanh rồi đó. Mà thấy ngay chèo luôn. Đây, cá phía dưới nè. Đó. Cá đang thèo phía dưới nè. Dạ. Hồi nãy Trường ở dưới được 4-5 con như nó mà thả trà có theo trà luôn rồi. Dạ. Đi lại đây này rồi. Dạ. Dạ. Rồi bắt đầu hai ghe mành nổ máy sẽ canh cái mành đó cho nó thẳng mọi người nhé. Rồi chạy ra. Rồi xong thì anh Hải sẽ dắt cá đi xuống lại. Dạ. Dạ. Em chói nắng là không thấy luôn rồi đó. À có đi dưới lường á. Trời hôm nay gió nồm rất là già luôn. Nên là làm rất cực. Rồi anh Hai bắt đầu chèo dắt cá xuống lại. Mình sẽ chèo theo. Nhưng biết theo nổi không? Tại vì gió già quá chèo không nổi luôn. Chói quá không thấy anh ơi. Chói mặt trời quá không thấy. Rồi anh Hai đã dắt ra vô gạt tới lưới rồi gạt tới giả rồi
căng tới mành rồi. Bên hai ghe đã bắt đầu khi mà cá vào giữa mành thì bắt đầu khoan chì luôn ấy, rút cái chì. Anh hai chạy khỏe lắm. Mình ghe nhỏ mà theo không nổi. Anh đẩy gió đó là già. Đó, hai ghe bắt đầu kéo luôn rồi. Rồi bắt đầu kéo rồi. Vô kéo mạnh đi. Mọi người thấy là bà kéo cứu không? Mọi người đường kéo lại ba rồi. Bà mà kéo bà thấy kéo một cái thúng hai người mà đi cứu. Quá kìa. Anh bà quá khỏe mọi. Dạ chèo không xuống đi. Để qua cho mọi người xem. Rồi anh hai nó rút một quăng lên rồi. Rút chì rồi luôn rồi. Rút lưới rồi. Rút chi. Rồi, đã khoan chì lại được rồi. Giờ bắt đầu sẽ khoan lưới lên. Không cọc cho ghe anh đưa được không? Cọc cho ghe anh được không? Cọc ghe này vô ghe anh được không? Vơ lọ nè. Ông Nam á. Rồi, bà Út đang đồ mạnh gần lên tới luôn. Mình đứng lại gần nè. Xanh chưa. Cho mình lên đá luôn rồi. Gió dài quá. Con kia không lại gần nữa. Lấy. Đó, cái gì nổi rồi. Từ từ cho em con. Vô, cá mùi sư. Tắp vô luôn. Cô tắp vô được không ta? Cơ nở ghe đuối. Gió vô tụ. Rồi.
Rồi, vô đây luôn. Thấy chưa? Tay ghê đấy. Cá đã quá, cá to rồi. Mười mấy con chưa? Đây mọi người, nó mạnh. Có một chót. Thôi, anh có mấy con đấy? Ủa, thấy mười mấy con rồi mà. Mười mấy con là mốt rồi anh ơi. Bả tôm câu. Mười mấy con luôn mà. Nó nổ đi sao đuôi lên mười mấy con luôn. Bả tôm câu hả? Đó. Con to. Đức à? À lại nào. Dạ. Bả tôm câu vậy đó. Gừ cá ơi. Cá này. Rồi. Đây bấm một. Cơ, bẫy nắp rồi. Anh bơn 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 bơn. Để đúng sao. Mạnh quá mạnh. Mạnh quá, cục đó to nè. Trồi lên. Dạ, lấy cục đó rồi đi. Để bỏ cho đây nè. Đó. Vừa lọ nó nã chưa. Dưới đó này, dưới đi đục. Dưới đó đây. Lấy rồi luôn ấy. Lấy luôn rồi. Dạ. Em biết đây. Rồi còn 2 kg 2 kg á. Hôm nãy nổi lên mười mấy con luôn. Dạ. 4 con rồi đây. 5. Chiến con. Chiến con. Chiến con. Đúng rồi đó mà. Nãy mấy bạn. Mạnh dài lần đi. Đó, à vô ông Nam, vô ông Nam của anh. Bóng đá này hả? Cơ cơ cơ. Ấy là bóng mạnh. Mày á mày. Mày á mày. Đó. Rồi. Rồi rứa nó hút gì đâu. Không đi vô sức à. Đã mà chịu nổi quá. Quá mà chịu. Chặt cái thu à. Chặt cái thu. Rồi mọi người, giờ chạy vô đó đánh mẻ thứ hai mọi người nha. Rồi, tiếp tục mẻ mành thứ hai mọi người. À, hiện tại thì ghe đang dắt cá trên kia. Giờ bắt đầu đánh mành ra mọi người nha. Thì để lát nữa tiếp tục là khi mà cái kéo cá lên thì mình quay tiếp cho mọi người cùng xem. Tại vì giờ quá trình dắt và kéo thì nó cũng giống như hồi nãy thôi. Để xem thành quả cái mẻ này được nhiều không. Nhưng mẻ này thì cá nhỏ hơn mẻ hồi nãy. À, dắt cá vào mùa. Dạ.
Rồi, anh ba đã chèo vô rồi. Dạ. Kéo. Rồi, bắt đầu kéo rồi. Lấy lên con ơi. Chạy lại gần rồi rút tiếp luôn. Đang tập trung rút chì lại mọi người. Rồi anh ba đã kéo mồi giả nữa rồi. Đã túm được chì rồi mọi người. Giờ bắt đầu là lên phao thôi. Lên. Hồi có tía đó nó lây không anh bố? Cái tía hồi nãy chứ. Nãy nhiều hả? Tía hồi nãy cũng rướm anh bố. Đó lây nồi xanh xanh rồi kìa, chỗ trương rồi kìa. Dính lưới lây luôn rồi. Bà dính lưới lây luôn kìa. Phải dính lưới lên luôn kìa. Phải chỉ kẹp vô lưới luôn đó, lôi lên luôn. Đó. Kẹp vô lưới lên luôn mà. Té. À, à, chết rồi. Chết rồi. Vô lưới hết rồi. Kéo vô lưới. Kéo vô
Lấy bò bò, đá bò bò rồi. Lấy. Chạy vô hả? Chạy vô đi. Rồi. Rồi mọi người, lấy mấy mình luôn. Chiếc này cũng được gần chục em. Rồi vừa vô anh hai đang dẫn được một tía trong kia, một bài đoàn trong kia thì khoảng 10 tới 15 con gì đó. Giờ là tiến hành chạy vào chỗ anh hai để làm tiếp tục. À thấy ông lồm được ít mà ăn thì nhiều. Giờ mà có này cô ơi. Rồi rồi để em lấy cho. Nổi mà. Ủa mà em mới rớt ra được hay đó. Đấy, đây nữa kìa, rồi nữa kìa. Ok mọi người, rồi mọi người mới vừa về tới nhà mọi người. Đây là thùng cá thành quả hôm nay nè. Thùng cá nè. Cá to, là này ký hay ký. Đây là con nhỏ, là loại dưới là loại 2 kg, câu 2 kg câu. Đây là thùng thứ hai mọi người. Đây. Đây là thùng thứ hai. Ở đây hết mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video tới giờ phút này. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Rồi, tạm biệt mọi người.